chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay là những ngày Tết thứ ba Covid năm 2021. Mình là Long, quản lý bán hàng của Thanh Long Ô Tô. Để trân trọng báo giá cho anh em toàn bộ những cái xe mình đang chào bán tại cửa hàng. Những mẫu xe mới nhất, hot nhất, siêu lướt của các hãng đến từ Đức, đến từ Nhật Bản hay là Trung Đông đều có mặt và hội tụ tại Thanh Long Ô Tô đây. Đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc Lexus 570 sản xuất 2019, màu trắng nội thất đỏ, nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật theo cái tiêu chuẩn của thị trường Trung Đông. Chiếc này lăn bánh 9.000 km, 9.000 km anh em nhé, cực kỳ mới. Mình đang chào bán mức giá là 8 tỷ 850 triệu đồng, siêu lướt luôn. Chiếc này lăn bánh khi mà chúng ta mua mới cũng không dưới 11 tỷ anh em nhé, hoàn toàn mới luôn. Ở bên cạnh đây là một chiếc Mercedes-Benz thuộc phân khúc C-Class, chiếc Mercedes-Benz C300 sản xuất 2021, lăn bánh 700 km, mới nhất trên thị trường hiện nay. Chiếc xe mang ngoại thất màu trắng, nội thất đen với rất là nhiều những cái option cao cấp, ví dụ như đèn multi beam này, la răng 5 chấu này, rồi tất cả những cái option cao cấp nhất của Mercedes-Benz cũng được hội tụ ở chiếc C300 phiên bản AMG 2021 này. Tiến vào trong một chút thì chúng ta xem thêm một số sản phẩm nữa nhé. Đây là một chiếc thuộc phân khúc crossover Mercedes-Benz GLC phiên bản là GLC 200. Chiếc này sản xuất 2018 anh em nhé, màu trắng nội thất nâu, với mức giá bán hết sức hợp lý 1 tỷ 450 triệu đồng. Màu trắng nội thất nâu. Xe lăn bánh 30.000 km anh em nhé. Tất cả các xe mà tôi bán đây thì được cam kết bằng văn bản giấy tờ là xe chưa từng đâm đụng tai nạn ngập nước, km gì. Đây là một chiếc thuộc phân khúc E-Class của Mercedes-Benz anh em nhé. Biết chiếc này là E300. E300 sản xuất 2017. Đấy, rất đẹp. Lăn bánh 60.000 km, full lịch sử bảo dưỡng hãng anh em nhé. Màu trắng cola nội thất đen. Tất cả những cái viền đèn của nó nhìn rất là phê luôn, rất là đẹp. Mình đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 899 triệu đồng, có thương lượng một chút. E300 thì với bạn E300 đời này là có cửa hit rồi. Tiến sâu hơn chút nữa anh em. Đây là một chiếc cũng thuộc phân khúc crossover mẫu mới nhất của GLC. GLC 200 4MATIC sản xuất 2020, màu trắng nội thất đen. Chiếc này nội thất màu kem. Chiếc này lăn bánh cũng rất là ít thôi. Đấy. Lăn bánh mới có hơn 10.000 km, siêu đẹp luôn. Mình đang chào bán với giá là 2 tỷ 050 triệu đồng, có thương lượng. Đây là một chiếc BMW màu nâu Havana sản xuất 2016. Chiếc này cũng có giá bán hết sức hợp lý. Tiến sâu hơn chút nữa chúng ta sẽ xem thêm một số mẫu xe Đức. Mình rất thích cái chiếc xe dòng C-Class của Mercedes-Benz. Đây là chiếc C300 AMG. Cái màu xanh carbon của nó thực sự nhìn rất là hút, đi kèm với nội thất màu nâu. Đấy. Chiếc này sản xuất 2019 anh em nhé. C300 AMG biển thành phố, lăn bánh 20.000 km, với mức giá bán là trên tỷ 7 một chút, 1 tỷ 739 triệu đồng. Một số những cái form của Mercedes-Benz, ví dụ như mẫu C200 Edition màu xanh ánh dương này rất là đẹp, chỉ tầm hơn 600 thôi chúng ta có thể sở hữu được. Chiếc này sản xuất 2014. Thêm một mẫu Mercedes nữa, Mercedes 250 màu đen sản xuất 2013 anh em nhé. Bản này là bản full kịch của GE50 rồi, một trong những cái mẫu xe thuộc những cái form đời đầu của C250, cũng có cửa sổ trời, mặt ca lăng, logo nổi, đấy, rất là đẹp, màu đen và tất đen, nó chỉ tầm hơn 600 thôi. Đây là cũng là một chiếc thuộc phân khúc E-Class, chiếc E200 sản xuất 2018, model hoàn toàn mới anh em nhé, đã được trang bị la răng mới,
Đấy, cũng có logo nổi, màu đen, nội thất đen luôn. Sản xuất 2018, đăng ký 2019 anh em nhé. Giá bán hết sức hợp lý. Lăn bánh có hơn 20.000 km thôi. Thế vừa rồi mình cũng có cái giới thiệu về tất cả những cái xe mà thuộc phân khúc của xe Đức này, của xe Nhật này, những mẫu xe hạng sang của Thành Long Auto, vừa mới chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn cần xem và chi tiết chiếc xe nào, có thể là gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin cho mình qua cái số điện thoại trên màn hình ấy. Mình sẽ chia sẻ và video call cho anh em trực tiếp luôn, để anh em có thêm thông tin cụ thể về xe, hay là cần thêm đăng ký đăng kiểm xe mình sẽ gửi trực tiếp cho anh em. Tất cả các xe của đây thì đối với những chiếc xe lướt đều được hỗ trợ ngân hàng từ 70 đến 80% giá trị xe khi chúng ta cần phải vay ngân hàng. Đấy, trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip báo giá của mình. Đấy, còn rất là nhiều những cái dòng xe khác mình sẽ lên sóng và báo giá lại cho anh em. Đây, trân trọng cảm ơn anh em nhé.